Huy Hằng âm thanh xin chào các bác nhé. Vâng, hôm nay cũng rất cảm ơn bác Đinh Văn Huy, bác ở Sóc Sơn, Hà Nội có đặt bên Huy Hoàng một cục loa súp EB Pro 1018. Cục này thì bên em đã giới thiệu trên kênh rất nhiều rồi. Đấy, thì qua tham khảo thì bác cũng tham khảo là rất nhiều các mẫu súp và qua tư vấn thì bác đã quyết định là đặt niềm tin vào Huy Hoàng và có đặt bên Huy Hoàng một cục súp EB Pro 1018. Đây, cục này thì em giới thiệu rồi. Nó là màu gỗ tự nhiên. Bác thích cái màu gỗ tự nhiên bởi vì trong nội thất nhà bác là có toàn bộ là đồ nội thất gỗ cùng với màu này, cho nên bác muốn chọn cái màu này để làm sao đặt cho nó đồng bộ, nhìn cho nó sang trọng. Cục súp này thì là súp 30 1018 là màu vân gỗ tự nhiên màu vàng. Thì kỳ tới này thì bên EB Pro cũng cho thêm ra thêm các màu khác nữa, sắc khác nữa cho nó phong phú, bởi vì cái mẫu 1018 này thì cũng được rất nhiều các bác trên thị trường quan tâm và mến mộ, nên chính vì thế là bên hãng EB là cũng cho thêm ra nhiều màu nữa, giả sử như màu đen và màu đỏ. Hôm tới là bên em sẽ giới thiệu chi tiết cái sau đấy. Và đồng thời bên EB Pro là cũng ra rất nhiều những dòng loa, nhưng đây loa 5.1 này, dòng loa cây này, thì mới nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng loại và đồng thời cả những cái sản phẩm của DBL Boutique này. Đấy, hôm nay em về được một loạt các lô vang, lô lần tiếng và mic của DB Acoustic. Đây cục 1018 của bác Huy đây nhé. Đấy, em quay và đồng thời test cho bác, về là bác đến nơi bác kiểm tra đúng như cái hàng này thì bác nhận giúp em. Đấy, đằng trước nó là một cái lưới vải, căng vải. Căng lưới vải bên ngoài là một lượt bằng cái gỗ cùng với màu cả vỏ luôn. Đấy, bên trong là một lượt màng vải căng đen. Nhìn vải này rất dày cho bác nhá, rất dày, cho nên cái độ chắn bụi của nó được rất tốt, đảm bảo là bụi nó không thể vào lên trong cái loa được. Dưới này một cái logo của EB Pro, trên này một cái tem chính hãng. Đây em bỏ cái lưới ra đây, bên trong của nó đây. Đấy, bên trong là gồm một cái bát màng carbon màu đen. Đấy, màu đen bóng màng carbon. Bên ngoài nó là một cái viền sơn màu vàng trông rất đẹp, rất nổi. Đấy. Tất cả hàng này nó được kiểm nghiệm và bên hãng nó đã có cái tem bảo hành cho các bác nhé. Đấy, lưới của nó là toàn bộ cái lưới chốt của nó là bằng inox hết các bác nhé, inox đảm bảo cho các bác không rỉ và nó rất bền, rất chắc chắn. Đấy, với một cái màu gỗ này là rất chắc chắn luôn. Cái loa này của bác thì là nó có series của hãng là tên sản phẩm là súp EB 1018, số series là 15061402207. Đấy, cái số series này em ghi vào trên phiếu bảo hành là trùng với đằng sau đấy các bác nhé. Đấy, trùng đằng sau này. Đấy, EB vừa đồ model EB 1018 made in Taiwan, hàng nhập khẩu của Đài Loan nha các bác nhé. Đằng sau này thì nó là một cái mặt nhôm màu trắng, tất cả màu trắng. Thì kỳ tới này thì hãng khả năng nó sẽ cũng có thêm các màu sắc khác như màu đen hết chẳng hạn, để cho nó phong phú, để tùy theo các bác lựa chọn. Đấy, thì đây mình đã kết nối sẵn và cái vào cái điện trực chạy trực tiếp từ điện thoại ra vào, chạy trực tiếp từ điện thoại. Thì có gì là lát em sẽ mở nhạc test để cho các bác cảm nhận. Đấy, cái hàng này của EB Pro là được bảo hành tới 24 tháng. Đấy, ngày hôm nay là chiều hôm nay là ngày 23 tháng 8, là em có xuất cho bác Huy, thì trên phiếu bảo hành em đã ghi rồi là 23 tháng 8, thì hàng của bác được bảo hành 24 tháng. Bất kỳ một cái lỗi gì của hãng là hãng đã sẽ chịu trách nhiệm khắc phục cho các bác nhé. Cho nên là chính vì thế các bác yên tâm dùng của loa của EB Pro. Đấy, đấy, thông thường về bác kết nối từ âm ly hoặc bất kỳ từ thiết bị ra thì bác các chuyện với đường súp in này, còn đường nai in này thì nó có đường này thì thông thường nó có một chút nời nữa, thì thôi đường đấy thì lúc nào mình xem phim đâu biết thì mình ấy thôi. Còn cái đường này là nghe tiếng súp thì nó độ sâu độ ấm của nó là hơn cả nhất. Đây bây giờ em test thử âm thanh cho các bác nha. Bác cái này này, cái nước volume này các bác mở là sao tới tầm 12 giờ hoặc trên 12 giờ một chút thôi là tiếng của nó ra nó đạt chuẩn, tùy theo cái bản nhạc hoặc tùy theo cái âm ly của các bác các tín hiệu ra nữa. Đây mở trên 12 giờ đây. Đấy, tiếng của nó rất sâu. Đấy, bởi vì cái EB này con loa của nó, cái thùng của nó rất sâu, như nên cho ra cái tiếng của nó là cực kỳ là chắc tiếng nha các bác nhé. Đấy, chạy trực tiếp từ điện thoại này, trực tiếp từ điện thoại chứ không qua một thiết bị gì cả, em đánh tiếng súp không. Đấy, cục súp của nó là có một cái dây nguồn rất to và chắc chắn. Cái dây nguồn của hãng EB là bao giờ cái đầu của nó thấy đầu cái tiêu chuẩn châu Âu đấy nhá, đầu cắm thẳng các bác nhá, và đồng thời cái lõi của nó rất to. Đấy, nhưng nếu mà cái đầu dây nguồn nó không đúng thế này là không phải hàng của EB vừa đồ đâu.
Thì trong cái bác Huy thì em có đề nghị em sẽ tặng các bác một cái sợi dây này. Sợi dây là cắm đường súp vào. Cái này dây thông thường dây súp ấy chỉ cần một dây thôi, không cần hai đâu. Thì sau này các bác cắm vào một đường. Một đường đây, bất kỳ đường nào cũng được. Đường trên, đường đỏ hoặc đường trắng, đường nào cũng được. Là chỉ cần một dây thôi chứ không cần hai dây súp. Cái dây nó dài tầm khoảng trên dưới khoảng 2 mét đấy. Đấy thì đây là em tặng theo cho bác nhé, để về bác kết nối từ các thiết bị của bác ra. Đấy thì bác Huy đã đặt bên em và đã chuyển khoản cho bên em là 500.000 đồng rồi. Thì đến nơi thì còn ở đâu là bác sẽ thanh toán tất nốt cái số tiền còn lại. Bên em sẽ bán cái cục này hiện giờ với cái giá là rất ưu đãi là 3.800.000 đồng, là được bao ship toàn quốc. Đấy, các bác có yêu cầu thì hãy liên hệ với bên em. Bên em có để số điện thoại ở dưới tiêu đề. Vâng, cảm ơn các bác Huy và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.